Xin chào mọi người, hôm nay mình đi Dollarama. Hả? Thưa anh đang ở đâu? Dollarama. Dollarama làm gì á? Định đi mua đồ hả? Mua gì không? Ống nước hả? À, mua mấy cái bình mâm mà cái chậu để trồng cây. À, cái đây, chậu Dollarama nè, mọi người. $1 store. Cái chậu quay luôn. Đó chứ. Ok, giờ mình vô nha. Oi hả? Ha. Ui, ui. Nó oi là ok. À, đâu có oi đâu. Ok là ok thôi chứ mình cho oi. Oi. Ui. Ui là yes đó mà. À. Ui. Ui là yes. Rồi mua gì nữa? Đủ chưa? Xin chào mọi người đã quay trở lại với Le Family. Xin chào. Xin chào mọi người. Thì như hôm nãy đó thì mình với Suka đã đi mua những cái chậu hoa với những cái cái gì? Cái này gọi là gì Suka? Shovel. Shovel. Để mà xới đất á, để trồng cây. Thì hôm bữa mình đi Costco, không phải Home Depot, mình có mua được cái cây này gọi là cây thần tài hết nè. Phải cái không? Đồng tiền. Cái đồng tiền. Cái đồng tiền hả? Ờ, nhìn cũng đẹp. Bữa cái chậu nó chậu đó, bữa cái chậu nó xíu xíu. Bữa là cái chậu đây nè mọi người. Xấu quá. Xong mình cũng đi vô Dollarama mình mua một cái về mình gắn. Thì cái này nó thực ra nhìn cũng không có đẹp cho lắm. Bữa mình cũng định là ấy tạm thôi, nhưng mình suy nghĩ lại thôi thì làm một cái trồng cho nó đàng hoàng. Tại vì mình với Suka mới quyết định đi một lần nữa mua được mấy cái chậu này. Ờ, con mua chậu đấy hả? Ờ, chậu này xinh nè. Cái chậu đó là Suka chậu đó. Mà chậu này bằng sứ nè, đẹp nè. Cái này bằng nhựa nhìn nó không có sang. Ừ, đây. Ờ, cái này xinh quá nè, cái này đẹp nè. Con sẽ trồng cái này mới đẹp nè. Wow. Đẹp chưa mấy cái chậu này? Bao nhiêu tiền cái mà đẹp vậy đó đây? Này cũng đẹp. Ồ, nó có cái dĩa ở đằng dưới để cho mình hứng nước để tưới nó khỏi bị đổ ra đó. Đây nè. $4. Ừ. Đó, chậu này $4 hết. Đó, bây giờ mình sẽ lấy con cái nhà mình từ từ lúc mà mua nhà tới giờ kiểu giống như là để cho có phong thủy trong nhà cho nên rất là tích cực trồng cây. Hy vọng là để cho nhà mát mẻ rồi phong thủy tốt đó. Ok, này mình... lá nó bị ấy rồi ta. Thực ra mình là mạng mọc nha, ly mạng mọc nhưng mà kiểu không có thiếu chăm sóc mấy cái cây, chẳng hiểu sao mình chăm cây nào là thường cây đó nó cũng teo tóp. Được, thì giờ mình lại đất mình rồi vô. Giờ cây này mình lại trồng nào đâu? Con sẽ trồng. Nhưng đâu đủ? Ờ, thì chắc cây này chắc không cần, cây này đâu cần chậu. Cây đó là chậu nhỏ. Con nghĩ là con sẽ trời, em Zuna thích quá hả? Thích nào? Zuna trồng cây hả? Là cái chậu là tàu của con đúng không? Cây này là trồng ngay. Có chứ. Shovel. Cái con này trồng ngay hả? Zuna màu gì đây Zuna? Màu gì không? Ờ, màu gì đó? Màu gì á? Em Zuna. Em Zuna là sợ hỏi màu lắm. Em cứ màu nào cũng màu pink hết trơn, màu hồng hết trơn. Mỗi lần hỏi. Ôi rồi, Suka mà đổi cho con, bây giờ con kia cũng đòi luôn. Bây giờ đổi được lắm. Được không? Cái đất này là cái đất chuyên dụng để mà trồng hoa nè. Ở trong này nó có giống như chất dinh dưỡng, có phân rồi đầy đủ hết. Rồi, đợi. You have to wait, ok Suna? Rồi, Suna đợi cái này nè. Wait, ok. Suna để trồng nào? Suna màu hồng. Màu biển hả? À, rồi, từ, chờ chú. Đợi, chị hai xong để rồi mới tới Suna. Suna, con đứng không đợi. Wait, ok. Rồi, chị hai để chị hai bỏ vô. Đây. Ta bọc cái miệng đi. Rồi, con phải xong cái này, chúng ta đi. Không, xong xuống, không kẹp được cả thôi.
Ba sắn cái miệng bì lại cho nó sát hơn. Đó, thì cả buổi sáng này hai cha con mình đi lựa đồ ha, không nhiều ha. Nói chung đồ Dollarama thì nhiều đồ lắm. Đồ chất lượng không cao thôi, nhưng mà nhiều khi mình cũng cần từng đỏ thôi. Con đứng đàng hoàng, té. Rồi được rồi. Mùa này mùa dịch đó, mọi nơi đều đóng cửa. Bây giờ tỉnh bang người ta bắt đầu người ta đóng cửa, hạn chế ra đường, cho nên là không có chỗ nào cho mấy em nhỏ đi chơi hết. Nhà mình cũng tranh thủ thôi cho mấy em có cái hoạt động gì đó, chứ còn ở nhà không buồn lắm. Ở ba lấy rồi, 300 đi. Đó em. Rồi, Suna đợi. Đã đi xong, ra đi cho Suna với nhé, ra đi. Rồi. Suna ơi. Suna đợi, ok. Đúng rồi, Suna bỏ server vô đây. Suna có cái server vô đây. Thử cái đó, em thấy em nhớ cái này. Cái cây này hình như ở Việt Nam hồi xưa em nhớ là nó lan nhanh, lan nhiều lắm á. Nó lên chùm to lắm, em nhớ cái cây này, không biết tên mình mấy cái cây chịu, không biết bao giờ nhớ, biết được tên hết á. Nhìn này cũng xinh. Được rồi, ba cho cái rễ nó sâu xuống, ba đừng có lắp rất nhiều quá. Yeah, giờ cái plant này là của con. Ừ, giờ con nhớ chăm sóc nó nha. Sáng con dậy con cho nó uống xíu nước nha. Giống như là phải cho ăn sáng, ăn trưa, ăn tối thì xíu, nhưng mà cái cây này. Trời ơi, chị Hai này. Trời ơi, em Suna háo hức quá. Rồi, con qua bên, bây giờ con đổi chỗ đi, con qua đây, con đứng, con xếp cho nó đẹp đi, con ưng ứng cho đẹp đi. Rồi giờ tới em Suna. Qua bên đây đứng nè, cho em đổi vị trí cho em Suna, bây giờ tới em Suna nè. Suna, Suna, this one đó. Pink, em Suna. Em Suna kiểu nhau như bị bay màu, bị mung màu. Wow, bày bao nhiêu màu, là màu blue, màu green, yellow, nhưng em không bao giờ em nhớ màu gì, em chỉ nhớ được mỗi màu pink, màu nào cũng pink. Cho con đứng xích vô, con đứng xích vô đây đi kìa. Rồi Suna, rồi Suna múc đây được không? Được đó, bây giờ Suna múc được rồi đó. Đó, được tới sáng mai. Suna múc được rồi. Được không? Múc tiếp đấy, sao lại đưa đại cái qua đây đi. Cái này làm bằng cái gì? À, mấy cái được có mình ăn xong nó về nó đậu bên này. Con đó đi, con nếu có hai cây nữa thì con cái này. Rồi này, cho mình show cái cây cho mọi người coi. Rồi, giờ từ nào sẽ là cây nào đây? Đó, đặt tên cho em này tên là gì Suka? Đặt tên cho em này, mẹ cũng biết em này tên gì nữa, cho nên là con tự mix name cho. Rồi, giờ chúng này cây nào đây? Tên gì? Tên gì? Chúng này cây này. Hả? Tên gì? Được. Nó beautiful flower hả? Tên mà, cái name mà. Con thích là beautiful flower hả? Bữa giờ mình tự được không có con. Nó nhưng mà nó không có thấm lên được lại cái đất đó. Chứ là thích không? You like it? Sao mà cho con chồng của ta đi? Có hoạt động cho mấy em chứ không thôi là mấy em này đi. Thở ra một cái là bật tivi coi liền, Đó, chị Hai á, nhất là chị Hai á. Chị Hai là ghiền lắm tivi. Mỗi ngày mình chỉ cho xem tivi cỡ tầm 20 phút thôi. Cho nên mỗi lần mà thấy ai bật tivi lên cái là trời ơi, thèm ý như là hả? Thèm lắm luôn á. Rồi ok, được rồi. Coi là há miệng rồi. Rồi, chúng ta thêm một cái nữa đây. Hai chị em dành nhau cũng được xong trồng cây xong được ăn kẹo hả? Chúng ta ăn kẹo gì? Ôi, chúng ta bỏ miệng. Đừng móc ra dơ nó không? Có chừng sạc như ngồi yên một chỗ ăn cho tụi em nó sạc hay không? Không, just one, only one. Dù nào one thôi. Đây. Đây xong thành quả của nãy giờ. Vui là chính mà dọn dẹp thì là nhiều. Vui là chính. Dọn dẹp thì suốt ngày. Dọn dẹp. Rồi, cũng được. Mình thích cây này nhìn nó sung sướng thiệt là được. Rồi nào, tưới vô một xíu xong mình bưng ra mình để ở ngoài. Rồi, cây này bỏ ra ngoài cho nó xíu nắng, vô cây đó nó không có nắng thì nó bị úa cái rễ đó. Con chào anh cô chú anh chị. Con chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye. Xin chào, bye. Love you.